Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo hay lắm. Ông Thế ông mới chuyển cho tôi cái bản tin mới. Pháp và UAE vừa ký thỏa thuận về hợp tác năng lượng. Quý vị biết UAE là một quốc gia tiểu vương quốc Liên hiệp Ả Rập, United Arab Empire. Thế thì, theo nhà hãng thông tấn Associated Press loan tin ngày 18 tháng 7, đại diện của chính phủ Pháp, Tổng thống Macron và các tiểu vương quốc Ả Rập đã ký một thỏa thuận chiến lược để hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Quý vị đã thấy rõ ràng người ta khinh Hoa Kỳ không? Trong khi Hoa Kỳ đến chơi thì người ta lờ, người ta không nói gì hết. Trước khi vào buổi họp, ông Hoàng tử Abin của nước Ả Rập nói trước một câu rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gia tăng sản lượng nữa. Chúng tôi đã gia tăng hết hạn rồi. Vì họ biết rằng là cái tên cà chớn này đến để mà xin để sản xuất cao lên, để cho giá nó xuống. Cho nên họ đã mở đầu bằng buổi họp của hai bên Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út là chúng tôi sẽ không gia tăng sản xuất nữa vì sản xuất của chúng tôi khả năng đã đạt đến trần nhà rồi, và làm cho tên này chưng hửng và không dám cờ mở miệng xin xỏ hay là quỳ gối năn nỉ. Đây là một cái tên vua quỳ gối, quý vị biết rồi. Gặp mấy con nít nào da đen là nó quỳ từ ngoài đường, nó quỳ vào. Cho nên đây là một tên lãnh tụ có cái tiếng là lãnh tụ quỳ gối. Nhưng mà đối với Ả Rập bây giờ có quỳ gối người ta cũng gia tăng. Nhưng nước Pháp đã được quốc gia UAE mời đến về nói về cái quan hệ đối tác giữa các cái đề án làm ăn chung của nước Pháp và UAE ở thủ đô của quốc gia này là Abu Dhabi. Quốc gia UAE nó có hai thành phố lớn. Thành phố về kỹ nghệ, về kinh tế, đó là thành phố Dubai. Nhưng mà thủ đô của quốc gia UAE lại là Abu Dhabi, nơi mà các ông hoàng Ả Rập đóng ngôi và hoàng gia ở đó. Thế thì, cho đến bây giờ nước Pháp có rất nhiều đề án làm việc với UAE. Ảnh hưởng của Mỹ ở UAE coi như nothing. Ảnh hưởng của Pháp rất mạnh. Khối Ả Rập, Pháp đóng một vai trò rất thân mật, nổi tiếng và không bị Hồi giáo ghét như là Hoa Kỳ. Đặc biệt nó khinh rẻ như dưới cái thời mấy cái ngố này. Câu chuyện như thế nào? Dễ lắm. Quý vị biết rằng là ngay cái vụ 9/11, Pháp đã tuyên bố một câu rằng ngày đó Pháp công nhận là Pháp ăn nói vô duyên, không có một tí ngoại giao, không có một tí tôn lý, trong khi nước Mỹ bị bốn tên Ả Rập cướp tàu bay, phá tan hai tòa nhà song lập, thủ đô tài chính của thế giới ở New York vào ngày 9/11, chết 3.000 người, 2.978 người. Thì Pháp tuyên bố một câu, chúng ta không nên chống Ả Rập, chúng ta không nên chống Hồi giáo. Cái này là cái rắc rối của Hoa Kỳ. Sau cái câu tuyên bố đó thì là nước Mỹ tẩy chay hàng của Pháp, không uống rượu sâm banh, không ăn french fry, đó, không ăn cái loại bít tết của Tây. Đó là một trong những cái mà chống hàng chục năm, và họ không đi các cái chuyến bay của Pháp. Thì với cái câu nói cho nên làm cái nghề lãnh tụ mệt lắm. Quý vị làm cha, làm mẹ mà sai, cờ bạc, rượu, chè, trai, gái, đĩ, điếm, thì quý vị chỉ làm cho gia đình quý vị tan nát. Vợ dại con thơ sẽ bỏ nhà ra đi, con cái sẽ bụi đời, đứa thì bụi đời, đứa thì ăn trộm, đứa thì ăn cắp, cuối cùng vô tù. Vì cha không nên hồn thì làm sao con cái nên người. Nhưng mà quý vị làm lãnh tụ một quốc gia mà không có khả năng, chứ chưa cần nói đến vấn đề mà vô tư cách. Một vị lãnh tụ mà bất tài ra khỏi cửa là người ta khinh. Còn một vị lãnh tụ mà có tài năng, có phong độ như Donald Trump ra khỏi cửa, người ta đón rước một cách long trọng. Bằng chứng là trong cái thời 4 năm tổng thống của Donald Trump đã giúp cho 5 quốc gia ký hiệp ước hòa bình với Do Thái. Trong đó có Qatar, trong đó có UAE, trong đó có Bosnia, vân vân. Chưa có một tổng thống nào của nước Mỹ mà trong vòng 4 năm mà tạo được nhiều vấn đề hòa bình cho nhân loại bằng Donald Trump. Trong 4 năm là tổng thống, không có một cuộc chiến nào xảy ra trên thế giới.
mà những cái tên mà đồ tể, những cái tên mà cả chớn nhất như là Kim Jong Un, còn Kim Jong Un, Un Un dân Bắc Hàn, gặp Donald Trump nó coi như là người bố. Quý vị đã thấy nó viết những cái thơ tỏ tình với lại Donald Trump một cách rất là kính nể, như là người cha và người con. Bởi vậy cho nên Donald Trump đến thăm mà không thèm báo trước, đi công tác Á Châu nói rằng ngày mai Un, tao sẽ ghé thăm con. Thì ngày hôm sau Un ra ngay biên giới 38 giữa Bắc và Nam Hàn, đón tiếp Tổng thống Donald Trump, đưa ngài qua vĩ tuyến, bước qua lãnh đạo và biên giới của Bắc Hàn. Xong rồi sau đó lại đi theo Tổng thống bước trở lại qua biên giới của Nam Hàn, đi vào nhà tòa khách ở Bàn Muôn Điếm để ngồi thảo luận với Tổng thống Donald Trump. Không có một cuộc chiến tranh, không có một cuộc sinh sự, không có một cuộc bắn hỏa tiễn để mà thử. Từ ngày tên cán bộ tòa Bạch Cung đến bây giờ nó vào, nó làm cho Bắc Hàn phóng vào khoảng độ 100 hỏa tiễn thử, loại ngắn có, loại trung có, loại xa có, bắn qua bên Nhật, rồi còn dọa bắn luôn cả về California, rồi bắn vào vấn đề Alaska. Còn Nga thì sao? Nga không những dọa sẽ tiêu diệt Hoa Kỳ, tiêu diệt thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tiêu diệt Alaska, tiêu diệt Los Angeles, New York, mà còn nói một câu, Nga có thể sẽ đòi lại tiểu bang Alaska. Nó coi như nước Mỹ làm thằng trẻ con không đáng kể. Trong khi cái tiểu bang Alaska là Nga Hoàng đã bán cho nước Mỹ vào thế kỷ thứ 19, 1876 đã bán rồi, với giá là 7.200.000 đô la. Nó đã tiêu, nó ăn, nó ngủ và nó đã tan nát hết bao nhiêu năm rồi, trên 100 năm rồi. Giờ này Nga nó còn dọa cắn ngố tỏi về cung, chúng mày coi chừng tao sẽ đòi lại Alaska. Thì quý vị thấy nó có vẻ nó khinh nước Mỹ không? Nước Mỹ không còn một cái giá trị gì cả. Thì cái điều kiện ai tạo nên? Chính nó là tạo nên. Chúng ta nở làm sao để cho người đời khi ở mình thì người ta thương, người ta tiếc. Khi mình ra đi, người ta nhớ, người ta bùi ngùi. Đằng này, cán bộ tòa Bạch Cung rút quân ra khỏi Afghanistan lúc 3 giờ đêm, đem con bỏ chợ, làm cho hàng chục người lính Mỹ bị chết, oan uổng. Cả thế giới bất mãn, đồng minh không được thông báo. Đấy, bằng chứng câu chuyện của đơn vị của quân đội Ukraine đóng cùng ở trong một trại lính với lại Hoa Kỳ. Buổi tối vẫn nội nhậu nhẹt vui vẻ, đến sáng nhau ngủ dậy thế thế vắng tanh ở bên Hoa Kỳ. Hỏi ra thì nó đã rút từ 3 giờ đêm. Nó rút quân mà nó không nói. Có phải ăn mảnh mà làm cái chuyện xấu xí? Nó chỉ nghe lời quốc tế là bỏ Afghanistan để cho Tàu Cộng chiến thắng. Tức là cái bọn cán bộ bây giờ nó làm bất cứ một việc gì cũng đều là do Tàu giật dây. Mà điển hình là một tên Barack Obama, đệ tử trung tín của xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng đây là một cái thành công của Tổng thống Macron, đã được Vương quốc UAE ký hợp tác về năng lượng. Trong bối cảnh năng lượng không chắc chắn hiện nay, thỏa thuận này sẽ mở đường cho một khuôn khổ hợp tác lâu dài và ổn định hơn, để bắt đầu cho một kỷ nguyên mới, cho các hợp đồng công nghiệp mới. Đây là cái thông báo giữa hai quốc gia sau khi đã họp và ký các hợp đồng tuyên bố. Thỏa thuận này diễn ra trùng với chuyến thăm Paris của ông chủ tịch của nhà nước, tức là ông hoàng thân Zayed Nakhian của quốc gia Ả Rập Thống Nhất, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 vừa rồi. Chuyến thăm về cái cấp của quốc gia đầu tiên từ khi lên nắm chính quyền từ tháng 5 vừa rồi ở quốc gia UAE. Đây là một vị lãnh tụ của tiểu vương quốc Liên Hiệp Thống Nhất thăm Pháp để nhấn mạnh đến cái vai trò quan trọng, cho nên cũng là sự thành công của ông Tổng thống Macron trong cái nhiệm kỳ thứ hai này. Bên cạnh cái sự thất bại của ông đã thuyết phục Putin ngừng cuộc chiến mà nó không nghe. Hoàng thân Mohammed Ben Zayed nhậm chức tổng lãnh đạo UAE vào tháng 5 vừa qua, sau khi người tiền nhiệm của ông là người anh em cùng cha khác mẹ là ông hoàng thân Khalifa Zayed Nayan qua đời. Sự liên hệ giữa Hoa Kỳ, Pháp Quốc và Vương quốc Liên Hiệp phát triển đáng kể trong những năm gần đây,
đặc biệt trong năm 2021 vừa rồi, cái tỷ lệ về vấn đề giao thương giữa hai quốc gia đã lên đến hàng trăm tỷ đô la. Và quan hệ giữa Pháp và quốc gia này, đặc biệt đối với khối Ả Rập, UAE là nơi đặt chi nhánh nước ngoài duy nhất của Bảo tàng Viện Louvre của Pháp. Quý vị biết là đối với thế giới, Điện Louvre là cái nơi viện bảo tàng lớn nhất của Pháp và thế giới, được Liên Hiệp Quốc ca tụng, và đấy cái nơi duy nhất mà mở chi nhánh ra ngoại quốc là ở Tiểu Vương quốc Liên Hiệp. Để quý vị biết rằng cái bọn này nó lắm bạc nhiều tiền, nó mặc quần áo thì nó chùm đầu chùm đuôi trông không giống ai, nhưng mà dầu hỏa là số một và nó thuộc về cái chế độ vương quyền, vì thế mà toàn quyền với người lãnh đạo, không phải như ở bên Hoa Kỳ là một quốc gia tự do, căn cứ toàn bình công muốn làm gì cũng phải qua quốc hội. Mà sở dĩ bây giờ nó được nhiều thuận lợi là vì quốc hội cũng là cùng phe dân chủ đối với nó, và đấy là một cái mà làm cho nước Mỹ xuống hố một cách rất nhanh chóng. Cho đến bây giờ chưa đầy 2 năm mà nó đã chi tiêu đến 10.000 tỷ đô la, phá hoại ngân sách quốc gia của Hoa Kỳ, và nó còn đang muốn vận động thêm được 1.750 tỷ nữa để nó xài, để nó lấy cớ là làm đường làm xã. Kính chúc quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.